video. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình với mình chơi game trong game Tsunami. Video trước là mình dùng con chim biến hình rồi, và video tiếp theo này mình sẽ chơi con tê chi đẹp các bạn nhé. Và nó sẽ bắt đổi cho con chim biến hình này. Bây giờ mình bắt đầu bài chơi. Cái nút thần này có thể hỗ trợ mình là bắn những mục tiêu và thủy những quả bom các bạn nhé. Đây. Wow wow mê cha. Tiếp theo là gì? Wow wow, giống rồi các bạn ơi. Thank you.
95 các bạn. Cái 1500 xu và được kết quả, được những cái quả mìn này nó sẽ biến thành xu các bạn nha. Và mình được thêm 3 viên thuốc đỏ các bạn ạ. Thank you.
aqui. Ủa, được thêm cái đỉnh hình các bạn nhé. Còn chút cuộc chơi thì vẫn còn chút lúc 2 cái bỏ đây ạ. We'll be right back.
Từ 118. Các cộng những cái xe xu rồi nhá. Xe với nhà xu vàng nó lại 200 xu đó. Và mới còn một cái xe này chỉ mới thôi ạ. Thank you.
video của mình cũng kết thúc ở đây các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình nhé. Xin chào. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.